Chào mừng các bác quay trở lại với Mê Anh Channel. Năm nay thì như yêu cầu của rất nhiều bác quay các dòng Sapa đang bán tại bên em thì sẽ là một cái clip cập nhật giá thành của loa Sapa Soli. Top 6 loa Sapa Soli được rất nhiều các bác đã mua và sẽ thời gian tới là sẽ là xem rất là nhiều. Từ công suất từ 100W cho đến 1000W các bác nhé. Giá thành từ 2 triệu cho đến 9 triệu. Đấy, rất mong nhận ủng hộ của các bác để có thể xem được những clip tổng hợp cũng như cập nhật giá thành của các dòng loa Sapa trên thị trường. Cảm ơn các bác. Đợt rồi thì có vài bác có qua Ecomart Đông Anh ở bên em xem thì đúng cái dịp mà không còn chương trình giảm giá 30% cho loa Soli nữa. Thì đợt này bên em lại tiếp tục có chương trình áp dụng riêng cho loa Soli. Khi mà các bác đi mua trên thị trường ấy, có rất nhiều các đơn vị bán hàng, các điểm điện máy ấy, thì yêu cầu các bác phải mua kèm theo TV thì mới có thể là được mua loa Sapa với giá tốt. Còn bên em thì không cần phải như vậy. Các bác chỉ cần đặt hàng thôi thì sẽ giao riêng Sapa, bán riêng cho các bác, giá khuyến mại rất là tốt. Ngày hôm nay thì sẽ là một cái clip cập nhật giá thành của 6 loa Soli đang bán rất là chạy và được rất nhiều các bác đã mua và đang quan tâm tìm hiểu rồi. Mã hàng đầu tiên em giới thiệu với các bác bao gồm trước mắt các bác đây là dòng loa có công suất rất lớn của Soli, công suất đến 1000W. Bác nhớ nhé, 1000W có thể coi là một trong những dòng loa có công suất lớn nhất của Soli trong cái thời điểm này. Con này thì có cái mã hàng là HTS-700RF, bao gồm như các bác nhìn hai cái loa cây rất là cao, một loa center dài chính giữa và một loa super. Loa super thì có tác dụng là đánh ra tiếng trầm, tiếng bass đó ạ. Với HTS-700RF công suất 1000W thì con này đang bán tại Ecomart với giá 8.390.000. Như các bác nhìn nó đang được bày cùng với cả một chiếc TV 75 inch. Con này là 75X8050H của Soli trong năm 2020. Đấy, giá con này khoảng tầm 37 triệu thôi. Hai loa cao thì có thiết kế rất là chắc chắn và sang. Bọc của nó là một màng lưới thép kim loại xung quanh. Đấy, thế là về cái độ chắc chắn cũng như độ vững chãi thì các bác cũng sẽ không phải lăn tăn phân vân khi mà có cái tiêu chí này để các bác mua loa. Dòng 700RF này thì bao trùm toàn bộ cả hai cái loa cao và cái loa chính giữa thì là nó đều là lưới kim loại hết. Mã hàng này thì được Soli nó phân loại vào cái nhóm dàn âm thanh 5.1, tức là cho cái trải nghiệm các bác xem nghe âm thanh như tại rạp chiếu phim vậy, vô cùng sống động và chân thực. Khi mà các bác đi mua thì các bác có thể phân chia và tìm hiểu theo các cái loại như loại dàn 2.1, loại dàn 5.1. 2.1 thì các bác chỉ nghe nhạc thôi, còn đối với 5.1 thì vừa nghe nhạc vừa xem phim. Chất lượng âm thanh của con này thì rất là hay rồi. Nó có công suất 1000W, có đây các bác nhìn này, có hệ thống loa 5.1 bao gồm 5 loa chính và một loa super, có đầy đủ các tính năng như cái lối HDMI ARC, có Bluetooth, có USB, có cổng 3.5. đây. Đây, các bạn nhìn này, mã hàng của nó là HTS-700RF với giá thành là 8.390.000. Mã đầu tiên. Mã thứ hai em muốn giới thiệu với các bác đó là dòng thấp hơn của 700RF. Tuy nhiên thì có cái công suất tương tự, con này thì giá thành thấp hơn. Mã hàng đó là con HTS-500RF với công suất 1000W. Tức là các bác hiểu hôm nay thì con này nó về công suất tính năng thì giống y hệt con 700 nhưng mà nó là 500RF. Nó chỉ có khác biệt là hai cái loa front bên cạnh nó sẽ ngắn hơn, không phải là hai cái loa cao. Loa chính giữa, loa center dài thì nó cũng giống y hệt như của 700RF thôi, không khác gì cả. Tính năng, hệ thống loa, các kết nối thì không có khác gì. Các bác nhớ nhá, 6.295.000 cho cái mã hàng 500RF này. Công suất 1000W với cái cục súp như trên 700RF rất là hay. Hệ thống phím tắt, phím điều khiển, màn hình hiển thị nó sẽ thể hiện hết ở trên cái loa súp, cho tiếng bass rất là căng, tiếng chép vô cùng chắc. Con này thì bên em giao hàng lắp đặt miễn phí tại khu vực thành phố Hà Nội. Mã hàng tiếp theo em muốn giới thiệu với các bác là cái con HTS-20R.
HTS-20R tại Ecomart đang bán. Đây cũng là dòng loa 5.1 thì có giá thành sau khi trừ hết quà, giá nó về còn khoảng là 4.790.000, 4.790 với công suất 400W. Đây là cái mã hàng được Sony giới thiệu và ra mắt trong năm 2020. Em đã có clip review đánh giá rồi. Khác biệt hơn so với cả 700RF và 500RF đó là cái loa, hệ thống loa center và loa front bên cạnh thì nó không phải lưới thép hoàn toàn, công suất nó nhỏ hơn, phù hợp với những căn phòng có diện tích nhỏ khoảng 25m² đổ lại. Và các bác thích cái việc là sử dụng bộ loa này cho công việc, các bác trải nghiệm xem phim. Cái chất lượng âm thanh 5.1 thì vô cùng sống động và chân thực rồi, em cũng không nói nhiều về 5.1 nữa. Đấy, giá thành con này là 4.790.000, công suất 400W, cũng bao gồm có một loa thanh, hai loa front cạnh và một loa sub. Hệ thống đèn tín hiệu hiển thị cũng đây cũng được thể hiện trên con loa siêu trầm này. Sau HTS-20R đó là con HTS-350. HTS-350 công suất nhỏ hơn nữa là 320W. Con này thì giá bán tại Ecomart đang bán sau khi giảm giá là còn 3.850.000. 3.850 cho một chiếc dàn âm thanh Noisa 3. Về cơ bản thì với HTS-350 thì nó cho cái chất âm chuẩn 2.1 phục vụ các bác nghe nhạc. Tuy nhiên với các bác mà muốn xem phim ấy thì con này cũng có công nghệ Adfox Front Surround cho cái âm thanh vòm sống động và đỉnh cao. Nó không phải là loa 2.1 nhưng mà đây là dòng giả lập 5.1, 2.1 kênh nhưng giả lập 5.1 vẫn cho cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Bao gồm có một loa thanh và một loa super. Đây các bác nhìn này, loa super của nó đây. Cái hay của cái thằng này là loa sub kết nối không dây với cả con HTS-350. 3.850.000 cho HTS-350, công suất 320W các bác nhé. Đấy thì các bác có thể là tùy vào cái tài chính cũng như là nhu cầu sử dụng, có thể lựa chọn cho gia đình một cái mã hàng loa sao 3 phù hợp với cả túi tiền của các bác. Em đi nhanh qua 1.000W, 400W, 320W và tiếp tục là dòng 600W. Em quên mất cái dòng 600 này là ra phải nói sau cái dòng 1.000. Hai cái thằng có cùng công suất 600 đó là HTRT3 và HTRT40. Về cơ bản thì hai thằng này với con HTRT3 có giá thành là 4.895.000. Tuy nhiên thì nó bao gồm có một loa thanh dài, hai loa front bên cạnh và một loa super. Mã hàng RT3 này thì có hai cái loa cạnh này nó ngắn hơn so với ở con HTRT40. RT40 thì cũng bao gồm một loa dài, hai loa cao, một loa super và giá thành của RT40 khoảng 5.590.000. Tức là RT40 và RT3 thì nó chênh nhau khoảng 900.000, khoảng 700.000, 700.000, 4.895 cho HTRT3, còn 5.590 cho RT40. Hai thằng này thì đều là loa 5.1 có công suất 600W. Với loa 5.1 thì các bác nghe nhạc thì về cơ bản là rất là to với 600W, nhưng xem phim thì vô cùng sống động với hệ thống âm thanh vòm sống động chuẩn cái dạp chiếu phim như em nói nhiều. Con này cũng đầy đủ kết nối, cũng Bluetooth, không có thiếu gì cả. Nên là khi mà các bác đi mua hàng ấy thì đầu tiên này các bác sẽ là muốn là lựa chọn cho gia đình một chiếc dàn như thế nào. Các bác muốn nghe nhạc là chính hay xem phim là chính. Cái vị trí để kệ của các bác là sao, là các bác thích là để hai cái loa cao hơn hay là để hai cái loa nhỏ. Với các cái loa front nhỏ này thì dành cho những căn chung cư, phòng khách của các bác nhỏ thì các bác nên lựa chọn những cái bộ nó đơn giản và nó không quá là cồng kềnh. Thì khi mà các bác lắp ráp hoặc các bác lau chùi hoặc các bác để thì nhìn nó sẽ gọn và xinh hơn rất nhiều. Với từng dòng thì có giá thành khác nhau, nên là để mua được một cái chiếc loa ưng ý thì các bác có thể là điện về Ecomart, gọi điện trực tiếp về hotline Ecomart hoặc bình luận bên dưới. Các bác tìm website ecomart.vn thì các bác liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ các bác mua hàng, tư vấn trực tiếp cho các bác nhu cầu của các bác như thế nào. Đấy, cảm ơn các bác đã xem cái clip cập nhật giá thành của loa sao 3 Sony trong năm 2020. Cảm ơn các bạn.